Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một loại da mà các bạn trẻ hiện nay thường rất gặp, đó là một loại da dầu, da mụn. Bạn quay có thể cận giúp mình cái máy soi da được không? Giới thiệu với các bạn, đây là loại da mà của bạn Phương, năm nay 23 tuổi, là da dầu và da mụn. Tình trạng da của bạn sau khi mà mình chụp trên máy soi da ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ tình trạng mụn bọc này, mụn viêm này. Nếu mà quay cận kỹ một chút là có rất là nhiều ở phần lỗ chân lông vùng chữ T này, là mụn ẩn khá là nhiều. Bạn Phương có thể nói cho mình biết là cái tình trạng mụn của bạn sẽ cách đây bao nhiêu lâu rồi không? Em bị mụn thì cũng phải khoảng 3-4 năm rồi. Tại vì là em 3-4 năm gần đây là em đi học ở đại học cho nên là em trang điểm nhiều ấy ạ. Chắc là do tẩy trang không kỹ cho nên là mụn cứ thế rất là nhiều lên, càng ngày nó càng nhiều, càng dày, càng nặng. Mà em cũng mua thử rất là nhiều loại từ serum này, rồi kem, toner để trị mụn nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì ấy ạ. Thì mình cũng qua cái phân tích da của bạn ấy thì mình cũng nói luôn là cái tình trạng da của bạn, thứ nhất là cái về cái bước skincare nó đang không được sạch đó, ngoài ra thì đây là còn có cả kết hợp cả mụn nội tiết nữa đấy, nên là cái tình trạng da của mình thứ nhất là như thế, thứ hai đó là cái tình trạng tăng giảm chất dầu của bạn nó đang không ổn định, nó làm cái làn da của mình yếu đi, và cái tình trạng mụn mà mình cứ điều trị mãi mãi nó cũng không thể cải thiện được đấy. Thì hôm nay mình với cái tình trạng da của bạn Phương như thế này thì mình cũng khuyên là bạn vừa điều trị mụn và vừa kết hợp với lại cái phương pháp placenta đấy. Nó thứ nhất là mình sẽ điều trị mụn trước đã để làm ổn định cái lượng tăng giảm tiết dầu, xong sau đấy mình sẽ làm giảm viêm viêm của da. Cuối cùng thì mình sẽ làm cái bước tinh chất để nó làm khỏe cái lớp collagen, khỏe cái da của bạn lên, sau đó là làm căng bóng. Chị ơi, thì cái tình trạng da của em ấy thì sẽ phải điều trị trong bao lâu ạ? Với cái tình trạng da của em ấy, bởi vì là mình phải làm hai bước nên là nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 4 đến 5 buổi. Nhưng mà với cái buổi ngày hôm đầu tiên hôm nay ấy là mình sẽ lấy sạch mụn trước đã, thì nó cũng phải đỡ cho em tầm 40 đến 50% rồi. Đấy, khi mà mình làm sạch mụn như thế thì mình sau những cái buổi sau ấy mình điều trị nó rất là dễ. Đó, và cái tình trạng mụn da viêm của em nó cũng đỡ hẳn luôn đấy. Bọn em hay có cái thói quen mà da khi mà mình tay chân mình động vào điện thoại này, xong là sách vở này, xong em cứ động lên mặt luôn ấy, nó bị viêm ấy, nó bị vi khuẩn nhiều ấy, thì mình phải hạn chế. Và sau cái khi mà mình làm xong cái liệu trình này ấy, là mình cái bước skincare ở nhà em phải thật là cẩn thận đấy, cả cả trong quá trình điều trị em về nhà em là tẩy trang cho chị, nếu mà em phải make up nhiều ấy, bắt buộc phải make up thì em phải tẩy trang cho chị kỹ, rửa mặt kỹ, xong sử dụng các bước serum theo theo hướng dẫn của bên chị đấy, thì là tình trạng nó chỉ mất tầm từ 4 đến 5 buổi thôi là ok lắm rồi. Về thì có phải kiêng cử gì ăn uống hay là Ăn uống thì trong quá trình này thì em chỉ hạn chế cho chị ăn đồ cay nóng thôi. Vâng. Đó, rồi uống nhiều nước hoa quả lên để làm mát cơ thể mình lên. Thế thôi, còn không cần có phải kiêng khem gì nhiều đâu. Vâng. Đó. Thì hôm nay em điều trị bắt đầu từ buổi hôm nay đi, bởi vì chị thấy là cái mụn của em hôm nay nếu mà lấy thì phải được khá là nhiều đấy. 40-50%. Mỗi buổi thì cách nhau khoảng bao nhiêu lâu ạ? Chỉ mất khoảng tầm theo tình trạng da của em thì mất tầm 14 ngày, tầm 1 đến 2 tuần là mình sẽ lấy mụn một lần. À vâng. Đấy, xong sau quá trình lấy mụn xong thì mình điều trị placenta thì nó khoảng tầm 3 4 tuần. Đó. Vâng. Thế hôm nay mình điều trị luôn nhá. Vâng. Đó, thì em làm hồ sơ xong là mình sẽ lên trên tầng làm.